Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan trên cả nước. Hôm nay ở clip bán hàng này, Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa Dendro Chớp rất là đẹp các cô chú anh chị, để các cô chú anh chị mình sưu tầm bổ sung vào bộ sưu tập Hoa Lan Chớp của mình. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. Thì số điện thoại này em có sử dụng Zalo, cô chú anh chị nào mình có xài Zalo thì mình kết bạn giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trồng lan, giao lưu mua bán các cô chú anh chị. Thì cũng mấy ngày nay thì do ảnh hưởng của cơn bão thì nói chung trời mưa liên miên nha các cô chú anh chị, mưa quá nọ mà ngày hôm qua là em không thể nào mà quay clip bán buôn gì được luôn. Hôm nay thì cũng vậy, sáng nay cũng mưa hai chập rồi. Vừa thấy hết mưa là tranh thủ cũng quay một cái đoạn clip. Có một số cây đang hoa thì cũng gửi đến cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị mình có rồi thì mình ngắm hoa chơi. Còn cô chú anh chị nào mình chưa có cái mặt hoa nào trong bộ sưu tập của mình thì mình sưu tầm nha các cô chú anh chị. Đây là cái mặt hoa là của cây không tên số 8 này nha các cô chú anh chị. Cây vàng đỏ nghịch không tên số 8. Cây này nó sẽ rơi vào mã số 3 và mã số 4 của cái clip bán hàng ngày hôm nay ha. Chút xíu nữa em không quay lại cái clip này, không quay lại cái mặt hoa này đầu clip, tại thấy nó đang đẹp quá nên là đưa lên đầu clip cho cô chú anh chị mình xem luôn. Đó, đây là cái mặt hoa của cây vàng đỏ nghịch không tên số 8 nha các cô chú anh chị, rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ vô cái mã số 1 nè. Mã số 1 thì đây. Bây giờ giới thiệu với cô chú anh chị mình, đây là cái hình ảnh của một cái tác phẩm cam danh trần. Cam danh trần của cái một cái hội thi ở Hồ Chí Minh ha, ở mấy tháng đầu năm. Còn đây là nè, cái hoa này chụp gần đó nè. Chụp gần á. Đây là cái mặt hoa của cây cam danh trần nha các cô chú anh chị. Đây. Một cái mặt hoa cực kỳ, nhưng mà do cái người chụp cái ảnh này cái đứng cái góc độ nó không được hợp lý lắm nên dẫn đến là cái màu nó không được sáng lắm các cô chú anh chị. Nói chung một cái ảnh hoa hay là ảnh tự sướng gì đó mình chụp là mình phải có cái góc độ ánh sáng tuyệt vời thì cái ảnh của mình nó mới đẹp, nó mới tuyệt vời được các cô chú anh chị. Nếu mình góc độ mình chụp đại, chụp đùa, chụp cho có là không thể nào đẹp được. Cam danh trần. Rồi, để em cho cô chú anh chị mình xem cái mặt hoa cam danh trần chụp ở một cái góc độ là siêu sáng luôn. Nắng rọi vô luôn. Đây là cái mặt hoa của cam danh trần. Đây là cái mặt hoa gọi là siêu hot nha các cô chú anh chị. Nói chung thời gian vừa qua là Hoa Lan Quang Minh gửi đến các cô chú anh chị mình rất là nhiều cây. Rất là nhiều cây. Thì đây hôm nay mã số 1 nè, 1300k cam danh trần. Cái cậu này em trồng mới có ngày hôm 7, trồng như hôm qua phải. Hình như em trồng ngày hôm qua luôn các cô chú anh chị. Cái cây thì tuyệt vời ông mặt trời luôn nè. Cô chú anh chị mình dòm cái dàn đế của nó nè. Rễ là vừa ra luôn. Ở dưới là không có rễ già luôn. Rễ là vừa ra luôn, là coi như cái rễ này á, là nó vừa xuống chậu là nó phát triển luôn. Đây. Cô chú anh chị mình thấy cái cây này nè. Nó chung là đo như thế này, cô chú anh chị mình nhìn là thấy nó là khoảng hơn 15 xăng. Nhưng mà cây này thì em chỉ nói nó là hơn 14 xăng thôi. Em chỉ nói nó là hơn 14 xăng thôi. Nói chung chia sẻ đến các cô chú anh chị mình với cái giá êm nhất có thể để các cô chú anh chị mình sưu tầm ha. Cây này là nó lá này còn non nè, tức là cái nó còn non, tức là đã thắt ngọn rồi, nhưng mà cái lá này nó chưa thiệt già ha. Cam danh trần mập lắm nha, đây cỡ ngón tay em, cô chú anh chị thấy không, mướt rượt luôn. Nói chung cái cây này mà xuống rễ một cái là nó bật mầm gốc, cái là tuyệt vời mặt trời luôn đó. Cam danh trần mã số 1, 1300k, ngon lành nha các cô chú anh chị.
ngon lành tuyệt vời nha. Rồi qua mã số 2 nè, mã số 2 đây là cái Gilbygon 800k. Đây là một cái chậu Gilbygon rất là đẹp các cô chú anh chị ơi. Đây cô chú anh chị mình nhìn nè, đó, mẹ nè, đó, bên đây đi nhánh ra cái con, rồi bên đây ra nhánh ra cái con, có hoa luôn, đây hoa đây. Trùng hoa thì cái ngày mưa gió không có đủ ánh sáng thì dĩ nhiên cái hoa nó không có nhìn, nó không có phê dữ các cô chú anh chị. Đây đây là cái mặt hoa Gilbygon nha các cô chú anh chị. Mấy cái này là vừa hé thôi à, cái hoa trên là hai cái hoa trên là vừa hé nè cô chú anh chị, thấy không? Cái này cũng nở ngày hôm qua thôi, cái này là mới có nở ngày hôm qua thôi, nhưng mà chiều hôm qua thôi là bây giờ là nó cũng chưa có thẳng được cái hoa, tại vì cái đâu có nắng đâu mà thẳng à, nên cái hoa nó chưa được gọi là xuất sắc. Cây này là một cái phôi đẹp, mình làm chậu lớn được các cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình thấy là nè, như cái cọng này là 18 xăng nè, cái cọng già nhất là 18 xăng, còn cái cọng bên đây cô chú anh chị mình thấy là cũng đã là dưới 12 xăng chút xíu đó. Cái cọng con cũng vậy, cái cọng con là tầm 12 xăng đó. Rồi cái cọng này thì cũng vậy, cái cọng này cũng khoảng tầm 12 xăng ha, còn cái cọng mà cao nhất đang hoa đó, cao nhất đang hoa cô chú anh chị mình thấy là 21 xăng rồi nè. Đó cái phôi này là rất là ổn áp luôn nha các cô chú anh chị nè, con còn đi ngọn luôn nè, ngon lành nha. Đây cho cô chú anh chị mình xem lại cái mặt hoa một lần nữa. Đây là cái Gilbygon ha, Gilbygon 800k, nói chung giá này quá mềm mại nha các cô chú anh chị. Rồi bây giờ tới mã số 3, số 4. Đây là cái mặt hoa không tên số 8 mà ở đầu clip em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình cái mặt hoa mẫu ha. Cái cây đó thì em đã bán rồi nha. Mã số 3 không tên số 8 580k. Đây mình chuẩn bị lên một góc nữa nè cô chú anh chị mình thấy. Thì ở đây mình nhìn vô là mình thấy là đây là một thân nè, thân bà ngoại thì hết mắt nha. Đây chỉ còn em giới thiệu với cô chú anh chị mình cái thân này và một cái mầm. Cây ấm chậu ngon lành cành đào luôn. Càng con đang phát triển rất là ok nha. Vàng đỏ nghịch không tên số 8, một cây thương hiệu của Long An nha. Đây, cô chú anh chị mình thấy là 12 xăng rồi nè. Cái mầm tơ là 22 xăng, cái mầm mẹ bao nhiêu đây? Cái mầm mẹ thì 10 xăng. 10 xăng cứng, 10 xăng chút xíu. Mẹ thì ốm hơn con nè, con mập lù luôn, ú u luôn. Nói chung những cây này là sưu tầm giống là tuyệt vời luôn. Cây nó lớn nhanh, ngay thời điểm này là cây đang lớn nè. Cũng nói luôn là những cái đơn đặt hàng mà cô chú anh chị mình đặt là ngày mai em mới gửi nha. Ngày mai mới gửi, hôm nay chốt thì ngày mai cũng mới gửi. Còn đang nợ cô chú anh chị mình hai cái đơn, em cũng còn hai cái đơn chưa đóng, là ngày mai em gửi luôn. Tại giờ cho cái cây phải đem về nhà rồi cho cây nó khô rồi mới gửi được. Tại vì mưa là cây nó ướt, nó ướt lắm, phải khô từ trên xuống dưới, chứ còn mà nó khô trên mặt không mà ở trong nó ướt nhẹp thì mình đóng đi nó không đủ độ an toàn nha các cô chú anh chị. Mã số 4 nè, 580k. Đây cái mắt bên đây nó còn riêng nè, nhưng mà nó chưa có lên nè. Bên đây thì bên kia thì đã lên một mầm. Đây đó, cái mầm mẹ bên đây thì cao hơn nè, 14 xăng. Còn cái mầm non thì nó khoảng 9 xăng thôi các cô chú anh chị. Cái mầm non khoảng 9 xăng thôi. Còn cái cọng bìa già này là cũng củi nha. Còn nó vẫn còn khả năng lên mầm đó, mắt gối đâu còn nè. Mắt gối còn là lên mầm tiếp đó, nhưng mà ngay thời điểm này nó chưa lên nổi đâu. Đây cô chú anh chị. Đồng giá là 580k, mã số 3 và mã số 4. Nó cũng y chang nhau vậy đó, tức là một mẹ một con. Bên đây mẹ nhỏ, con lớn, bên đây là mẹ lớn con nhỏ. Đang trên đà phát triển. Nói chung cô chú anh chị mình ưng cái hình nào thì mình chốt cái hình đó. Rồi, mã số 4 xong ha, mã số 5. Mã số 5 là cây vàng đỏ xưa, 56 là vàng đỏ xưa. Thì đây. Đây em có một cái chậu vàng đỏ xưa, cái chậu này thì bán rồi nha các cô chú anh chị. Đây. Đó, đây.
là để cho cô chú anh chị mình xem. Cái em này cũng mới vừa hé buổi sáng ngày hôm nay. Đây là cái khuôn hoa của cây vàng đỏ xưa. Có cây nở thực tế thì em quay cây nở thực tế cho cô chú anh chị mình xem luôn, khỏi lấy bông mẫu. Nó mới vừa hé luôn, gặp nay trời mưa mưa bão nữa nè. Đây cô chú anh chị mình thấy không? Cái màu nó cực kỳ hiếm hóc các cô chú anh chị. Cực kỳ xuất sắc. Nó lên cái nụ nó nhìn nó cũng đã nữa. Đây là cái mặt hoa của cây vàng đỏ xưa. Nó thẳng ra cái nữa là nó tròn vo luôn, nó như là cái hoa mai. Đó. Hai thân hai mầm. Cái chậu này thì bán rồi, chờ khách lấy. Rồi. Đó, mượn cây kia, mượn hình cây kia bán hình cây này. Ở đây em cũng có một cái chậu gần giống như vậy. Đây cô chú anh chị em thấy nè, đây là bà ngoại nè, mẹ nè, cây này đẻ ra cây này, rồi cây này nó mới đẻ ra cây con, rồi mẹ rồi đẻ luôn, mẹ con cùng đẻ nè, mẹ con cùng đẻ là đây, mẹ con cùng đẻ là đây nè, ngon lành không? Rồi để cái thước đo cây nè. Vàng đỏ xưa, một mặt hoa chưa bao giờ hết hot. Giá rẻ giá cao gì nó cũng hot, nó cũng đẹp các cô chú anh chị. Đó, 20 xăng. Cực kỳ ha. Cái thân mẹ là 20 xăng nè. Còn cái mầm non bao nhiêu? 10 xăng. Đó, mẹ 20 xăng, con 10 xăng. Rồi. Ủa. Rồi, nó hơi nghiêng như vậy. Đây. Rồi đó coi. Và chết rồi sau đó. Đây. Rồi cuối cùng cũng để cái thước vô được. 23 xăng luôn. Cái cộng bên đây là cao hơn nè. Chắc cứng 22 xăng, chưa tới 23 đâu. Đây. Nó thấp hơn cây này luôn. Cái cây này thì có hoa bối rồi ha. Cái này có thể cô chú anh chị về kích bông là có thể lên được luôn á. Có thể thôi nha. Nói chung ai có duyên thì sẽ kích nó lên hoa ở đợt này luôn. Cái này nó nên nhú, mẹ không biết nó có chính xác nó phải cái giò hoa không nên không có dám nói luôn nè. Em thấy đó, cái này chắc kích bông dài cử nó chắc nó lên luôn quá. Còn hai cái mầm này thì đang phát triển rất là ok nha. Rồi mã số 5, 1400k cho cái chậu vàng đỏ xưa này. Đây là một cái phôi quá đẹp các cô chú anh chị ơi. Nè, cái phôi cực kỳ đẹp nha. Phôi vàng đỏ xưa. Đây là phôi tác phẩm tương lai đó. Đó. Quá đẹp nha. Rồi. Mã số 6 cũng là cây vàng đỏ xưa. 600k vàng đỏ xưa. Thì đây cũng là một mẹ nè. Mẹ. Rồi đây là con, rồi đây là con. Rồi bắt đầu ở dưới nó đang lên mầm luôn rồi nè. Một mầm bên đây là nó có cái rễ nó hơi che miếng nè. Còn bên đây cũng lên luôn. Nói chung hai cái con này là đều đang lên mầm hết nha. Cái chậu bên đây thì nhỏ, nói chung nhỏ thì nhỏ tiền, lớn thì lớn tiền của chú anh chị. Đây 12 xăng của chú anh chị thấy không? 12 xăng cho cái cọng mẹ là 12 xăng. Cái cọng con nè. Cái cọng con này là hơn 9 xăng nè. Chắc bên kia cũng cỡ thế. Đó, đang có một gốc. Bên đây là một gốc theo luôn. Nói chung chậu lớn thì lớn tiền, chậu nhỏ nhỏ tiền của chú anh chị ha. Đây, mời cô chú anh chị mình cùng nhìn ngắm lại cái hai cái chậu vàng đỏ xưa. Hai chậu vàng đỏ xưa luôn nha. Một chậu lớn, một chậu nhỏ. Một chậu lớn, một chậu nhỏ là vàng đỏ xưa. Rồi, để bây giờ em để em đứt nước, em kiếm cái hoa của cây này là cây mắt rồng chớp á các cô chú chị ha. Mắt rồng chớp. Mắt rồng chớp của chú anh chị mình, chờ em chút xíu, em kiếm cái mặt hoa của mắt rồng chớp. Cái hoa này thì rất là to nha, to và đẹp.
trốn đâu rồi không biết. Hết quá thấy rồi. Đây, đây cô chú anh chị, đây là cái mặt hoa của cây mắt rồng chớp. Còn rồng ngũ sắc thì cũng là cái khuôn hoa này, nhưng mà cái màu sắc của nó là tuyệt vời ông mặt trời hơn nha các cô chú anh chị. Và giá của nó cao hơn rất nhiều. Còn đây là cái mặt hoa của cây mắt rồng chớp. Cây mắt rồng này cũng có mấy mặt hoa lần đó. Đó, mặt hoa cây mắt rồng chớp là của cây này. Của cây này. Đây, em có cây mắt rồng chớp. Đó, một mẹ đang lên hai con ngon lành ha. Mã số 7, 600k. Lúc trước giá cũng cao hơn, giờ thì mềm mại rồi. Dễ sưu tầm lắm các cô chú anh chị. Đây, cô chú anh chị mình thấy là 17 xăng nè. 17 xăng nha. Hơn 17 xăng, nhưng mà đọc 17 xăng. Cái lá của cây mắt rồng thì nó hơi dặn dẹo vậy đó. Nó không có bình thường giống như mấy cái lá kia được. Cây mắt rồng, cái dòng mắt rồng là nó thế. Đó, hai cái con đang đi ngọn ngon lành nha. Đó, mắt rồng chớp. Mã số 7, 600k. Dễ lạc qua, thơm máng lên trên. Rồi, mã số 8 là 400k là cờ đỏ lộn xộn. Này, chuẩn bị lên mầm gốc rồi. Chuẩn bị lên mầm gốc nha. Bên đây là cũng còn mắt mũi nữa, cũng còn nè. Ở đây cũng chuẩn bị lên nè. Cái này chắc hết bông là nó lên một lượt luôn á. Rồi. Cọng này khá to nha. Cái dòng này, đây, 20 xăng hai cô chú anh chị ha. 20 xăng. Cái dòng cờ đỏ lộn xộn này nó không, cái thân nó nuôi mà to là nó phải nhịp thứ ba thứ tư mới to được các cô chú anh chị. Cái dòng này nó khó, cái thân nó khó to lắm. Đó, cờ đỏ lộn xộn. Đây. Đây là cái mặt hoa của cờ đỏ lộn xộn của chú anh chị. Mất rượt luôn nha các cô chú anh chị. Mã số 8. Mã số 8 là cờ đỏ lộn xộn. Cờ đỏ lộn xộn. Rồi. Như vậy thì vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là một số cái mặt hoa Dendrochop rất là đẹp. Cô chú anh chị nào mình có chưa có mặt hoa nào trong bộ sưu tầm mình thì mình sưu tầm nha các cô chú anh chị. Xin nhắc lại là số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. Số này có sử dụng Zalo. Cô chú anh chị nào mình có xài Zalo thì mình kết bạn giao lưu nha các cô chú anh chị. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip bán hàng sau.